theo dõi đến kênh Nhật Báo 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hấp dẫn nhất đến từ kênh Nhật Báo 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Báo Châu Á nói gì khi Australia Wen bỏ 1 triệu đô la Mỹ mua văn hậu? First Sport Châu Á cho rằng Văn Hậu sẽ vượt qua Văn Lâm để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Vụ Australia wen muốn chiêu mộ Đoàn Văn Hậu không còn là tin đồn. Hôm qua cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, nhà cấm quân người Áo, ông Alfred Riddle xác nhận đại diện của Australia wen đã liên hệ với ông để hỏi về Văn Hậu. Cùng ngày chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội bóng gió cho hay có thể để hậu vệ người Thái Bình đi châu Âu thi đấu. Tương tự báo chí Việt Nam, vụ Australia One ướm mua Văn Hậu cũng khiến truyền thông châu Á quan tâm đặc biệt. Four châu Á nhận định rằng Văn Hậu sắp đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất bóng đá Việt Nam. Trích bài viết của Four châu Á, Otioen muốn mượn Văn Hậu với mức phí 113.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 3 tỷ đồng và sẽ tung ra 774.000 đô la Mỹ, 18 tỷ mua đứt cầu thủ này nếu anh gây ấn tượng với đội bóng trong thời gian khoác áo theo hợp đồng cho mượn. Về phía câu lạc bộ Hà Nội, Đội bóng này muốn bán Văn Hậu với giá ít nhất là 1 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 23 tỷ đồng. Nếu thương vụ này thành công, Văn Hậu sẽ trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam thi đấu ở châu Âu sau huyền thoại Lê Công Vinh, người từng đá cho đội bóng Bồ Đào Nha là Lê Shui vào năm 2005. Báo Thái Lan tiếc đuối vì Văn Hậu không thi đấu ở Thái League. Trước thông tin văn hậu sang áo thi đấu, nhiều đội bóng tại Thái Lan tỏ ra tiếc nuối vì không có sự phục vụ của chàng hậu vệ tài năng gốc Thái Bình. Thưa quý vị, vào sáng ngày 23 tháng 6, bài viết trên tờ Siam Sport đang dòng tiêu đề Nhiều đội bóng của Thái Lan đau lòng vì thông tin từ Việt Nam. Theo bài viết, hậu vệ cánh trái của câu lạc bộ Hà Nội là đoàn văn hậu trở thành mục tiêu của nhiều đội bóng tại Thái League dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, Văn Hậu và đồng đội tại tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Cup 2018. Văn Hậu chơi nổi bật khi cùng câu lạc bộ Hà Nội vượt qua Tru Bangkok United tại vòng sơ loại AFC Champions League 2018. Anh thi đấu dũng cảm và tích cực tham gia tấn công, giống như trận đối đầu với Tristan Đỗ của Thái Lan tại Kings Cup đầu tháng 6. Điều này khiến anh lọt vào tầm ngắm của các đội bóng Thái Lan. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện thông tin đội bóng hàng đầu của Áo muốn sở hữu cầu thủ này, khiến câu lạc bộ tại Thái Lan khó có cơ hội chiêu mộ anh. Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội cũng sẽ ủng hộ để anh thi đấu ở châu Âu. Nhiều khả năng bến đổ của văn hậu sẽ là Austria Wien. Đây là đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử của Áo và cũng là bến đổ danh tiếng mà những cầu thủ Việt Nam nói riêng hay Đông Nam Á nói chung từng xuất ngoại có được kết thúc bộ giải năm 2018-2019, Austria xếp thứ tư tại giải vô địch quốc gia và có suất tham dự vòng sơ loại Europa Nếu khoác áo đội bóng này, Văn Hậu sẽ có cơ hội thi đấu tại cấp châu Âu. Đi châu Âu, Văn Hậu sẽ đối mặt với nguy cơ rất đáng sợ này. Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng cảnh báo đoàn Văn Hậu về những khó khăn mà hậu vệ này có thể sẽ gặp phải nếu sang áo thi đấu. Thưa quý vị, hai ngày qua, rộ tin đồn rằng câu lạc bộ Austria Wien đã gửi lời hỏi mua đoàn văn hậu với giá 18 tỷ đồng đến câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô chưa đồng ý và đòi đúng 26 tỷ đồng. Trong tuyên bố vào hôm nay, Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội đã bóng gió nói về khả năng sẽ để văn hậu đi châu Âu thi đấu. Theo cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng, Văn Hậu đi châu Âu thi đấu là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cầu thủ này và bóng đá Việt Nam tuy nhiên ông dũng cũng cảnh báo rằng hậu vệ của câu lạc bộ hà nội sẽ gặp rất nhiều khó khăn thậm chí là phải đối mặt với nguy cơ không được thi đấu ông dũng nhận định trên zin vn với quan điểm của cá nhân tôi nếu như văn hậu được sang châu âu thì đó là sự tiến bộ đáng khen song tôi không dám chắc chắn là thành công hay thất bại chúng ta phải chờ thời gian trả lời tất cả điều tôi lo sợ chính là việc văn hậu không có nhiều cơ hội ra sân cũng có thể ràng buộc trong những điều khoản trong hợp đồng nhưng chúng ta vẫn chưa thể kỳ vọng nói chung chúng ta cũng không nên thất vọng nếu hậu không có nhiều cơ hội nhưng cá nhân tôi hy vọng văn hậu sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm những bài học quý báu khi trở về nếu chưa thành công tại châu âu cậu ấy hoàn toàn có thể nhờ những kinh nghiệm đó và thành công tại các giải đấu châu á Hai cầu thủ Việt Nam xuất ngoại từng và đang trải qua tình cảnh không được thi đấu là Công Phượng và Xuân Trường. Công Phượng không được thi đấu nhiều ở Incheon United nên đã phải rời đội bóng Hàn Quốc, còn Xuân Trường đang phải trải qua tình cảnh tương tự ở Buriram United. Huấn luyện viên Park Hang-seo lại đau đầu vì văn hậu xuất ngoại. Chiến dịch trên phục tấm huy chương vàng si game đầu tiên cho bóng đá Việt Nam của huấn luyện viên Paul Houser có thể gặp trở ngại lớn nếu như đoàn văn hậu đạt thỏa thuận sang châu Âu thi đấu ngay mùa hè này. Thưa quý vị, thương vụ đàm phán ba bên giữa đoàn văn hậu, câu lạc bộ Hà Nội và Austria Wien đang diễn ra. Nếu thương vụ này thành công, Văn Hậu có cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên góp mặt ở đấu trường Europa League 2019-2020 nếu Austria Wien vượt qua vòng loại. Lời đề nghị của Austria Wien có trị giá 18 tỷ đồng, khoảng 770.000 USD. Hiện tại, Hà Nội FC đang cân nhắc về việc đưa văn hậu sang châu Âu chơi bóng. Nếu bản hợp đồng này su sẻ, hậu vệ 20 tuổi sẽ sang thi đấu cho đội bóng dầu truyền thống của Áo theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt với giá kỷ lục. Câu lạc bộ Hà Nội cũng đang làm giá đoàn văn hậu lên 1 triệu USD. Chốt được con số này sẽ giúp nâng cao thương hiệu các cầu thủ Việt Nam. Dù vậy, câu lạc bộ Hà Nội cũng tính toán lộ trình cho Văn Hậu trên cơ sở đã rút kinh nghiệm từ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Lâm. Australia là một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất trước áo. Họ đã giành được 24 chiếc vô địch giải quốc gia và nhiều năm góp mặt tại các sân chơi hàng đầu ở châu Âu như Europa League và Champions League. Tham khảo trên trang thông tin chuyển nhượng Transfermarkt, câu lạc bộ Austria Wien có tổng giá trị đội hình lên đến 22,55 triệu euro. Trong đó, hai người có giá trị cao nhất là tiền vệ Google và thủ môn Benz đều có giá khoảng 2 triệu euro và cùng là tuyển thủ áo. Độ tuổi trung bình của Austria Wien là 24,8. Bên cạnh đó, họ cũng có nhiều ngoại binh đến từ Brazil, Australia, Serbia Israel hay là Nigeria vân vân. Với một môi trường trẻ trung và giàu sức cạnh tranh như thế thì đó thực sự là một điểm đến khá thích hợp với Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu được xem là một trong những hộ vệ trẻ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Cầu thủ 20 tuổi được đánh giá rất cao bởi sở hữu nền tảng thể lực, thể hình và tư duy chiến thuật rất tốt. Nhiều ý kiến cho rằng Đoàn Văn Hậu nếu sang châu Âu sẽ gặt hái được nhiều thành công bởi anh là cầu thủ Việt Nam có phong cách thi đấu hiện đại cùng với thể hình hoàn hảo. Trong trường hợp Văn Hậu sang châu Âu thi đấu ở mùa bóng năm 2019-2020, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn về lực lượng cho chiến dịch chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games cũng như hành trình thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Trước đó, huấn luyện viên Paulinho đã mất hai trụ cột là trung vệ Đình Trọng và tiền vệ Công Phan Văn Đức do chấn thương đầu gối phải nghỉ thi đấu dài hạn. Còn tiền đạo Công Phượng lại đang chuẩn bị sang pháp thử việc. Báo Hàn Quốc gọi Văn Hậu làm Mandini của Đông Nam Á. Tờ báo Hàn Quốc ca ngợi tài năng của cầu thủ trẻ hai nhất Việt Nam năm 2018. Đoàn Văn Hậu có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ phải. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy cậu ấy mang nhiều điểm tương đồng với hiện thoại bóng đá Italy Paolo Mandini. Tờ Sport viết thêm, có thời điểm Văn Hậu chơi vị trí hậu vệ qua các giải đấu trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển, Văn Hậu thể hiện xuất sắc khả năng phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Dù chưa bước sang tuổi 20, song cậu ấy cao đến tám 85 và vượt trội so với các đồng nghiệp ở khu vực. Đây không phải lần đầu tiên Văn Hậu nhận được lời khen từ giới truyền thống nước ngoài. Hồi đầu năm, tờ Vua Ed Banzon của Hà Lan ví Văn Hậu như Gareth Bale của bóng đá Việt Nam. Mới đây hậu về 19 tuổi, được Fox Sports chọn vào tài năng top 5 tài năng trẻ đáng xem nhất Asian Cup 2019. Trước thêm giải bóng đá số 1 châu Á, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam gặp tổn thất nặng khi hai trung vệ Trần Đình Trọng và Lục Xuân Hưng chấn thương. Qua thử nghiệm của huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không loại trừ khả năng văn hậu sẽ được kéo vào để chơi vị trí trung vệ. Tờ Sports Markium khẳng định thể hình của các cầu thủ Việt Nam có phần lép vế so với hầu hết đội tuyển giải Asian Cup 2019. Chính vì thế việc bố trí văn hậu chơi dưới vai trò trung vệ là sự lựa chọn không tồi cho Park Hang-seo. Văn Hậu là cầu thủ trẻ đội tuyển Việt Nam, song có cho mình bề dày kinh nghiệm đáng nể. Qua các giải đấu U23 châu Á 2018, ASEAN 18, EFF Cup 2018, Văn Hậu đã luôn là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park ở vị trí hậu vệ trái. Trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, Văn Hậu luôn được xuất phát ngay từ đầu. Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ Iraq, Iran, Yemen sau 11 năm tuyển Việt Nam mới trở lại sân chơi số 1 của bóng đá châu lục. Mục tiêu của thầy Park và các học trò là cố gắng từng trận để vượt qua vòng bảng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like và share. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để ủng hộ trái kiếp và để nhận được những thông báo mới nhất khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.